duyên ạ à, tôi phải ra đi tôi ở lại ngày nào chỉ làm cho mọi người khổ thêm ngày ấy Có điều Như Thục đã nói Duyên hãy cho cái thủy đi với tôi à. Đừng mẹ ơi Mẹ đừng đuổi con đi Mẹ ơi Mẹ Mẹ đừng đuổi con đi Mẹ cho con ở đây với mẹ với các em mẹ nhé Mẹ ơi Mẹ đừng bỏ con mẹ Mẹ không bỏ con đâu Mẹ đừng bỏ con mẹ Thủy ơi Nghe cô nói này Đây là bố thắng của con Bố thắng mà hồi nhỏ con rất yêu thương Vẫn mong bố về đấy Bây giờ bố về đón con đi Tại sao con lại phải khóc Cháu không thích bố thắng Cháu thích ở với bố chiến mẹ duyên cơ Bố sẽ cho con lên thành phố Cho con học cái trường To gấp 10 cái trường ở huyện cơ Cháu không đi thành phố Không đi, không đi Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con Mẹ ơi, đừng bỏ con Đừng bỏ con Con sẽ ngoan, con sẽ chăm học, chăm làm giúp mẹ Mẹ con cắn răng, cắn cỏ lấy mẹ Đừng bỏ con, mẹ ơi <laughs> Mẹ ơi, đừng bỏ con Thủy, Thủy Con nghe bố nói này Con phải bình tĩnh, Thủy không, không à, à, à. Mẹ ơi Mẹ ơi, mẹ đừng đuổi con đi Mẹ cho con ăn sáng ăn khoai cũng được Mẹ cho con mặc quần áo cũ của mẹ cũng được Để dành vải mẹ quần áo cho em cũng được Mẹ đừng đuổi con đi mẹ nhá Mẹ ơi, mẹ đừng đuổi con đi Thủy. Mẹ xin con Con đừng làm mẹ đứt từng khúc ruột nữa

Ha <laughs> <laughs> Bây giờ cô hỏi các em Trong hai cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ Ai là người đã hy sinh xương máu Tạo nên những chiến công như Điện Biên Phủ, Bình Giã, Thành Cổ Quảng Trị, Khe Xanh Rồi Đường Chín Nam Lào và cuối cùng là Giải Phóng Sài Gòn Các, chú à. các em giỏi lắm Thế các em có biết trường của chúng ta mang tên Bùi Danh Thắng là tên của ai không? Thưa cô, tên chú bộ đội ạ à thưa cô chú giải phóng quân ạ các em nói rất đúng đấy là tên của một chú bộ đội giải phóng em thủy em có thể cho cô và các bạn biết rõ hơn được không em thưa cô thưa cô đó là bố em ạ đúng đấy các em ạ chú bùi danh thắng là chiến sĩ giải phóng quân chú là bố đẻ của bạn bùi thanh thủy chú là đội viên trong đội dân quân quyết thắng của chúng ta đấy Em Thủy, em có thể nói rõ cho cô và các bạn biết Tình cảm của em đối với cha, nói riêng Và các chú bộ đội nói chung được không? Thưa cô, thưa cô, em không biết ạ Tại sao lại không biết? Chả nhẽ, em không yêu thương kính trọng biết ơn bố Và các chú bộ đội hay sao? Thưa cô, không phải thế ạ Bố em ra đi từ khi em chưa đẻ Em không biết mặt bố em như thế nào em em chỉ yêu thương bố như yêu chú bộ đội thôi ạ à. cô hiểu em ngồi xuống các em ạ à, bạn thủy không may mắn được như các em có bố ở bên để động viên dìu dắt hàng ngày bố của bạn đã đi chiến đấu từ khi bạn còn chưa ra đời và đã hy sinh không trở về nữa bởi vậy tình yêu bố của bạn đã hòa chung vào tình yêu chú bộ đội đó là tình yêu rộng lớn bao hàm cả lòng biết ơn đối với thế hệ cha anh Cháu cho em ăn để cô vào gọi mẹ Vâng Chị dậy em bát cơm nóng Cả ngày chị đã không ăn gì rồi Cô cho các cháu ăn hộ chị Chị không ăn đâu Chị định tuyệt thực đấy à? Nếu chị nằm đây Thì ai lo cho bọn trẻ bây giờ Anh Chiến thì nói hết hơi cũng không chịu về Hình như chẳng ai lo cho bọn trẻ cả Chị không ốm đâu Chị chỉ không thấy đói thôi Không ăn thì mẹ cũng chết nữa là người Thôi đi ra ăn đi Ăn một bát cũng được Mẹ ăn cơm Anh ấy đâu Chị không phải lo Đàn ông các anh ấy xa vào đâu mà chả có em cơm đi có đi rượu nè. Chắc lại ra ngoài đội vào nhà ai đó chị sợ anh ấy không vào nhà ai ôi dạ anh ấy ở tận ngoài đảo còn về đây được nữa là thôi chị ăn cơm đi Thủy, nghe cô nói này Bố Thắng là bố đẻ của cháu Giặc Mỹ ném bom Nên bố đi bộ đội để đánh giặc Bố đã bắn được rất nhiều địch Nhưng bị thương Đã bị địch bắt gian tận ngoài đảo Bao nhiêu năm nay Bây giờ bố mới được về Ừ, cháu không đi với bố Thắng đâu Sao bố cứ đi mãi không ở nhà Cháu không thương bố Thắng à Thủy Bố cháu đã chịu rất nhiều đau khổ bị thương tật bị địch hành hạ à? bây giờ bố cháu ốm yếu bệnh tật cháu phải là chỗ dựa vững chắc cho bố cháu nỡ bỏ bố một mình lúc ốm đau không ai chăm sóc sao cô giáo không kể chuyện về bố thắng cho cháu nghe à có ạ à. cô kể thế nào cô bảo chú bùi danh thắng đã diệt được rất nhiều địch hy sinh đến dòng máu cuối cùng mà sao hy sinh rồi mà vẫn về được hả cô đấy là mọi người tưởng bố thắng hy sinh nhưng bố chỉ bị ngất thôi rồi bố bị địch bắt vào nhà tù cháu có biết đi tù khổ như thế nào không đi tù là ăn cơm với muối ớt cơm với muối ớt cũng không được ăn no phải lao động cực nhọc lại còn bị đánh đập hành hạ cháu có thương bố không cháu không thương bố hả thủy có Cháu phải thương bố Tự hào vì bố Cháu có biết là bố cháu rất yêu cháu không? Chính vì yêu cháu Mà bố đã vượt qua cái chết để về với cháu Mẹ Duyên bố Chiến cũng rất yêu cháu Cũng đau lòng khi phải xa cháu Nhưng Mọi người cũng phải hy sinh để chia sẻ với bố Thắng một niềm vui Đó là cháu đấy Thủy à Nếu cháu không đi về bố Thắng Cô nghĩ là bố Thắng sẽ không sống nổi. Anh Chiến này, chuyện của anh cũng là sự hiếm đấy. Nhưng giải quyết như anh ấy, cũng là điên rồi. Sự thể đi đến đâu anh đã nghĩ đến chưa? Cháu chẳng biết làm thế nào nữa. Đời tôi chưa gặp chuyện nào giống thế. Nhưng có một câu chuyện kể về hòn núi Vọng Phu. Do loạn lạc ly tán mà hai anh em ruột thành vợ chồng. Khi biết ra sự thật, người chồng đã lặng lẽ bỏ đi. Người vợ bồng con mòn mỏi chờ chồng. Rồi hai mẹ con chết biến thành đá chuyện như thế xem ra người phụ nữ vẫn thiệt thòi đau khổ hơn cả chuyện này trước hết phải nghĩ tới duyên và các cháu họ sẽ thế nào khi anh bỏ đi tôi biết anh cũng là người rất đau khổ nhưng rồi thời gian sẽ làm nỗi đau nguôi ngoai anh sẽ phải tạo dựng cho mình một cuộc sống mới nhưng còn họ chắc anh cũng không muốn vợ con anh thành đá vọng phu như trong câu chuyện cổ của... tôi nghĩ thắng sẽ giúp họ thế thắng cũng bỏ đi nhanh thì sao mà thắng cũng đi rồi đấy thắng đi đâu anh cứ bình tĩnh chúng tôi đã giữ thắng lại hiện thắng đang ở chỗ anh thao bản lãnh đạo huyện đã họp bàn sẽ giao cho thắng một công việc Chúng tôi sẽ giúp Thắng ổn định cuộc sống Rồi anh và Duyên cho cháu Thủy ra ở với Thắng Vừa an ủi Thắng vừa tiện việc học hành của cháu Còn anh hãy về với Duyên và đứa trẻ Trường cấp 3 thì đang thiếu giáo viên Vậy mà cô ấy lại bỏ đi Cái khó là nó dính với thằng người yêu nó rồi Hừm, Sao anh không bảo chú ấy lên luôn đây Thì tôi cũng đã bản thế Nhưng thằng kia không đồng ý Nó được giữ lại giảng dạy ở trường đại học mà bố mẹ thì đang công tác ở khu căng thép Đất chẳng chịu trời Thì trời phải chịu đất Chứ biết làm thế nào Chà Anh lại chỉ có mỗi cái cô nhài ừ. Hay là Anh định rút dù bỏ mặc thằng em Ở nơi rừng thiêng nước độc này đấy <laughs> Sao chú lại nói thế <laughs> Anh có bao giờ từ chối Mọi yêu cầu của đảng đâu Hay là chú nói với chúng nó dùm anh Có khi nó lại đổi ý đấy thế anh để em nói cho à, thế chú giúp tôi nhé dạ vâng tôi tôi đi đây vâng anh đi ạ tại sao cậu đến rồi lại bỏ đi tôi nghĩ là quan chức bận nhiều việc nên không dám làm phiền anh cậu lại khách sáo rồi những ngày ở chiến trường gian khổ sống chết có nhau chia nhau từng hơi thuốc từng mẩu lưng khô chẳng nhẽ tất cả những điều đó không có ý nghĩa gì đối với cậu hay sao thắng ạ à, tôi thật sự vui khi thấy cậu trở về mà anh không biết những nỗi khổ tâm của tôi đâu giá như ngày ấy tôi hy sinh trong trận phá vây hay sau này vùi xác bên hàng dương ngoài đảo thì tốt biết bao tốt cho tôi cũng tốt cho tất cả mọi người Đừng nghĩ quẩn Phải nghĩ rộng ra Chuyện gia đình cậu chúng tôi đều biết cả Sáng nay trước cuộc họp giáo ban Tôi, anh Dần và anh Tuất Có trao đổi về việc của cậu Chúng tôi định đưa cậu về làm Ở xưởng chế biến lâm sản của huyện Sức khỏe của tôi xa suốt Lại chẳng có nghề nghiệp Tôi về đấy Thì biết làm gì Trước hết cậu cứ làm công đoàn Sau đó quen việc rồi Thì cất nhắc sau Cậu là tấm gương sáng trong chiến tranh lại là hạt giống quý của huyện. Trách nhiệm của Đảng và chính quyền là phải tạo điều kiện để cho cậu phát huy truyền thống của người chiến sĩ cách mạng trong giai đoạn mới. Như cậu thấy đấy, huyện ta có gần trăm cây số đường biên, dân cư thưa thớt, đời sống bà con các dân tộc thì rất khó khăn. Đến 75% các gia đình là thiếu ăn, đường xá giao thông đi lại thì vất vả. Như vậy, làm sao giữ vững được an ninh biên giới, phát triển sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân? Biết bao nhiêu việc phải làm như thế, không dựa vào những người như cậu thì dựa vào ai cảm ơn các anh đã tin tưởng nhưng quả thực tôi không còn đủ sức kham đổi việc gì anh thấy đấy bây giờ đến cả xác tôi tôi mang còn mệt mỏi nói gì đến công việc <laughs> đừng có bi quan quá như thế như bản thân tớ đây này cái hồi điều trị ông bác sĩ ông có nói một câu uh, niềm tin vào bản thân sẽ tăng sức đề kháng của cơ thể lên gấp 3 lần <laughs> thôi uống nước đi ơi anh tuất anh tuất ơi vào đây đã chào anh ạ à. anh ngồi uống nước à. em có việc muốn bàn với anh đây việc của chú thắng chứ gì tôi hoàn toàn nhất trí như anh thấy đấy cậu thắng bây giờ tình hình sức khỏe xa sút nghiêm trọng cần phải được đi điều dưỡng anh thử tính xem là nên để cậu ấy đi từ chỗ anh hay là đi theo biên chế của sưởng gỗ ấy không xin cảm ơn sự quan tâm của các anh quả thực tôi không thể đi an dưỡng cũng không thể nhận công tác tôi phải đi xa các anh thấy đấy chuyện gia đình tôi như vậy tôi còn mặt mũi nào mà nhìn mọi người việc này chú và chú dần hữu khuynh lắm tôi sẽ trình bày với đồng chí bí thư sao Phải tống thằng Chiến vào tù. Rõ ràng nó phạm hai tội lớn. Thứ nhất, loạn luân. Nó làm băng hoại đạo đức xã hội. Thứ hai, là phá hoại hậu phương quân đội. Đấy, thừa hỏi hai tội lớn như vậy. Mà vẫn để nó nhởn nhơ. Vẫn ve vãn nó là thế nào? Anh bình tĩnh. Phải nhìn nhận vấn đề một cách thấu đáo. Chúng ta phải hiểu rằng, tất cả là do tội ác chiến tranh. Chính chiến tranh đã đẩy anh em thắng vào cái tình cảnh chớ trêu ấy. Cái gì cũng đổ lỗi cho chiến tranh. Tôi chú cả huyện cả nước đây đều chịu đựng chiến tranh nhưng có ai như nó <laughs> thì cũng có ai như anh đâu <laughs> như tôi làm sao là em nói không ai như anh mà cũng chẳng ai như em cả con trai anh thì đã hy sinh ngoài chiến trường con gái thì sắp lấy chồng ở xa cuối đời hai ông bà già vò võ sống với nhau còn em thì bôn ba khắp nơi đến bây giờ ngần này tuổi đầu rồi mà vẫn còn độc thân thế mới gọi là mỗi người một số phận nhưng suy cho cùng thì thế hệ của chúng mình ai cũng phải chịu những đau đớn mất mát do chiến tranh gây ra có điều mỗi người một vẻ quy cả cho chiến tranh thì tiện quá rồi còn gì nữa chẳng có ai có tội có những mất mát dễ nhìn thấy như hy sinh hoặc mất mát một phần cơ thể nhưng có những tổn thất nặng nề sâu xa thì không phải bất cứ ai cũng nhìn thấy đâu anh ạ bây giờ thì chú được học hành giỏi giang rồi, chú nhìn sâu xa sắc sảo, còn tôi đơn giản chỉ là một anh nông dân cầm son. đây là chú còn nể tôi, chưa dùng từ ngu dốt đấy. ấy chết, anh đừng vội ừ. nóng, có ai dám nói anh như vậy đâu? có ai dám phủ nhận công lao mấy chục năm trời của anh chiến đấu và xây dựng cho cái huyện vùng biên này? anh là ông tướng vùng biên ải, nếu ngày xưa thì triều đình đã phải phong thần cho anh rồi mới đúng. Ừ thân mê trả thánh Còn cậu Vẫn phải nghỉ an dưỡng mấy ngày đi Đi đâu thì cũng vẫn cần phải có sức khỏe Bây giờ Cứ coi như là cậu vẫn đang ở trong quân đội Anh Tuất sẽ viết giấy cho cậu Còn chuyện gia đình Thì cứ từ từ nghĩ cách để giải quyết sau Mà theo tớ Cậu chẳng cần phải đi đâu cả Cứ an dưỡng xong đi Về rồi huyện đội sẽ làm thủ tục chuyển ngành cho cậu về xưởng gỗ Thật Tôi không biết nói thế nào Chỉ xin cảm ơn sự quan tâm của các anh Nhưng... Không nhưng gì cả Cứ quyết định như thế đi Còn chuyện kia Tôi nghĩ cũng không đến nỗi bế tắc lắm đâu Cậu có thể đưa con bé lên trên này ở với cậu À Mà nó cũng sắp lên cấp 2 rồi còn gì Vâng Hết năm nay cháu lên cấp 2 ừ. Phải đưa nó lên huyện Chứ ở dưới xã làm gì có trường Rồi thời gian sẽ làm dịu đi sự mặc cảm mà cũng chỉ có cách đó Mới đỡ làm tổn thương các mối quan hệ Và lại tôi nói thật Chỉ có ở đây Mới có những người hiểu cậu như tớ Anh Tuất, anh Dần Những người hiểu cậu tới tận chân tơ kẽ tóc Chứ ở nơi khác Với sức khỏe của cậu chắc gì đã kiếm nổi việc làm Hoàn cảnh hiện nay cả nước còn đang khó khăn lắm ờ, Thôi Gần 12 giờ rồi Mình xuống dưới nhà ăn đi anh Tuấn Đi ăn cùng luôn với bọn em đi Thôi Các cậu cứ đi ăn đi Mình về nhà Kẻo bái chờ Trước mắt cứ tạm thế đã nhé Vâng ừ. Cảm ơn anh Đi Anh Tuất tuy cực đoan Nhưng là người ngay thẳng tận tụy Cậu đừng ngại Anh ấy sẽ làm giấy tờ cho cậu nhanh thôi Nhưng còn có điều vướng mắc Các anh chưa nắm hết về tôi đâu Vướng gì ta gỡ sau còn có gì gay go hơn là thử thách hồi chiến tranh mà chúng ta đã từng vượt qua trước mắt cậu cứ đi nghỉ vài tháng đi sau đó về đây nhận công tác đúng là sức khỏe tôi suy si kiệt các anh cho tôi đi điều dưỡng tôi xin đi và cảm ơn sự quan tâm của các anh còn công việc thì các anh đợi tôi về báo cáo lại mọi việc rồi tùy các anh quyết định tốt rồi bây giờ cậu cứ ở lại đây với tôi trong khi chờ anh tuất làm giấy tờ đừng ngại ờ ừ, có cậu càng thêm vui cậu không biết chứ hết giờ chiều anh em về hết cơ quan vắng ngắt buồn lắm sao anh không lập gia đình đi ôi rồi khó lắm bằng trang bằng lứa thì đã con đàn cháu đống còn lớp trẻ thì nói thật mình lại bị giả quá so với họ <laughs> anh cứ nói thế chứ huyện mình thiếu gì con gái được rồi cậu về đây nhận công tác sau đó làm mối cho tới một cô nhé <laughs> Mọi việc thế là tạm ổn đấy anh Chiến ạ à. Bây giờ chỉ còn làm công tác tư tưởng cho cháu Thủy thôi Cứ từ từ phân giải nó Đừng ép nó Em nghĩ nó không phải là đứa khó bảo Với lại cũng còn nhiều thời gian Thắng đi điều dưỡng Ít nhất 3 tháng mới về Anh Thắng đi chưa hả à, anh? Mới đi sáng qua Chúng tôi đã làm công tác tư tưởng cho Thắng tạm ổn rồi Bây giờ cô với chú Chiến yên tâm làm ăn Mọi việc sẽ tốt đẹp cả thôi Đừng lo nghĩ quá làm gì Có thể có người không hiểu Sẽ nói này nói nọ Nhưng cứ bỏ ngoài tai Việc mình mình làm Rồi ra mọi người cũng hiểu cả thôi Vâng ạ Thực ra đó là hậu quả của chiến tranh Một vết thương do chiến tranh gây ra trẻ ai muốn thế Bây giờ phải giúp nhau hẳn gắn lại Đừng quá nôn nóng, mặc cảm làm cho vết đau thêm nhức nhối. Giờ chúng tôi về về đây. Tuần sau tôi có cuộc họp ở đồn biên phòng. Họp xong tôi sẽ ghé chơi. Anh dần, tôi biếu ông cân miến, anh cầm về hộ nhé. Thôi, để ở nhà cho các cháu nó ăn, em không lấy đâu. Tôi biết ngoài đó cũng sẵn, nhưng gửi biếu ông bà ăn thử xem miến tôi làm thế nào. Thôi được rồi, để tôi mang về, nấu với Lươn xem cô ấy có ăn không. Cháu ngoan, học giỏi, nghe lời cô dặn đấy nhá. Vâng ạ. À ừ cô về đây chú về nhá chào về ừ. em chào chị em còn mệt cứ nghỉ đi anh túc tóc một mình cũng xong em khỏe rồi nghỉ lâu đâm lười ra con dắt treo ra đồi cháy cho nó ăn bố mẹ nhá Ờ, con đi đi Tan học dắt nó về Để bố cho nó ăn bã rong nhá Vâng ạ à. Con bé được việc ra phết Mai này nó đi, mình cũng bận đấy Anh tính Cố làm thêm tạm miến bán đi Góp tiền mua cho nó cái xe để nó đi học có xe, chủ nhật được nghỉ Nó mới về thăm mình được Sợ nó còn bé Đường lại dốc núi như thế Đi nhiều rồi nó quen dần Trên huyện còn nhiều đứa nhỏ hơn nó Mà đạp xe nhoay nhoay đi thôi Con nhà mình khác gì chúng nó đâu Còn một đoạn nữa là đến nhà dần Ta cứ đến đó Xem anh ta có cách gì giải quyết nhanh hơn không làm phiền các nhiều quá, ừ, bỏ cái kiểu xã giao tiểu tư sản đấy đi. Chúng tôi lo là lo cho thanh danh của một người cộng sản, chẳng phiền ai cả. Cậu biết đấy, một người như cậu được cả huyện biết đến như một tấm gương anh hùng trong chiến tranh, giờ lại bị loan tin là kẻ phản bội, vậy thì lòng dân sẽ ra sao? Họ còn biết tin tưởng vào đâu nữa? Danh dự của cậu bị tổn thương, thì uy tín của chúng tớ cũng coi như sụp đổ. Bởi vậy, lo cho cậu cũng chính là lo cho cả huyện này. Anh Thao này, anh cứ xác nhận cho tôi là trong thời gian ở chiến trường. Tôi đã chiến đấu anh Dũng Bị thương, bị địch bắt Chứ không đầu hàng Tôi làm rồi Tôi đã viết một tờ trình dài 5 trang Gửi huyện ủy và ban tổ chức cán bộ Nhưng có điều Giá như Cái việc sau chiến tranh cậu bị ta bắt đi cải tạo ấy, Cậu nói trước với tôi Có phải đỡ rắc rối hơn không Tôi chỉ nghĩ cần trung thực báo cáo tổ chức Báo cáo là đúng Nhưng như cậu biết đấy Anh Tuất là người cực đoan Mà ông Bí Thư thì chỉ biết có nguyên tắc Giá như cậu nói trước với tôi Rồi ta cùng tìm cách nói với các anh ấy thông cảm và hiểu thế thôi đây rồi anh dân có nhà không anh thao đấy hả mời anh vào đây có đấy vào đi chỉ đạo của tổ chức tỉnh ủy yêu cầu xác minh thời gian cậu thắng ở ngoài đảo rồi mới ra quyết định nhưng để xác minh chuyện đó đâu có dễ Với lại Ai sẽ là người đi làm Hay là cứ tung ra như vậy Rồi bỏ lửng Rồi lại rơi vào quên lãng Cũng khó thật đấy. Về mặt nguyên tắc thì thế Nhưng bắt đầu từ đâu Cậu Thắng có nhớ Trong thời gian ấy Ai làm bí thư chi bộ không Chẳng cần phải vất vả làm gì các anh tin tôi, là tôi yên tâm rồi. Còn tôi, tôi sẽ đến một nơi không ai biết, khai phá một mảnh đất mới, trồng tỉa mà sống. Thế là mãn nguyện lắm rồi. Đất trước mình mênh mông, thiếu gì đất hoang cần khai phá. Ừ. Tôi đã nói với cậu rồi, đừng vội nản lòng. Con người ta ăn nhau ở sự bền chí Một người đã qua thử thách như cậu, phải tiếp tục sống có ích cho xã hội. Chứ... Cứ như con trâu gặm cỏ nơi rừng hoang thì nói làm gì Thủy ơi Dạ Thủy Ra mà xem xe của con này nó bỏ anh xe <laughs> dùng rồi nhưng còn tốt lắm đấy con thử đi xem nào vâng ạ à. thủy oh, thủy <laughs> <litio> thủy thủy kìa thủy có sao không con con không sao xe của con đấy à vâng bố chị mới mua cho con đấy Anh Chiến à Việc của em không như lúc đầu dự tính Còn phải chờ xác minh Em sợ mất nhiều thời gian lắm Em định đưa cháu Thủy đi nơi khác làm ăn Chú tính sao Cũng chưa cụ thể Cứ đi đã Có thể em sẽ đưa cháu vào tây nguyên ở đó đất đai màu mỡ giàu thì chưa biết nhưng kiếm sống thì dễ lắm không nếu đi nơi khác thì tôi không cho con tôi đi đâu nó còn nhỏ dạ đừng làm khổ nó duyên em bình tĩnh đã nào để con bàn bạc chứ đã quyết ngay đâu không bàn bạc gì cả tôi không cho nó đi đâu được rồi bọn anh biết ý em như vậy để rồi tính sao cho ổn thỏa vào trong phòng nghỉ đi chú thắng đã thế em nên nghĩ lại chú ấy đã chịu quá nhiều thiệt thòi mình chẳng thể nghĩ riêng cho mình em chỉ nghĩ về con anh biết nhưng ở đời chẳng có gì trọn vẹn cả dù sao chú thắm cũng là thôi anh đừng nói nữa vậy em này làm thế liệu có được không em em biết đấy đàn bà ai chẳng quên luyến con rồi duyên sẽ phản ứng thế nào anh sợ duyên sẽ không thể chịu đựng được duyên đã có anh có cháu nghĩa còn em có một mình cháu thủy hay là hay là em cố đợi xem anh dần anh thao giải quyết như thế nào điều dưỡng về hai tháng rồi em cũng muốn kéo dài những ngày tháng vô vị như thế này để ngày mai anh lên huyện xem tình hình như thế nào thôi chẳng nên để các anh ấy vào tình thế khó xử làm gì vậy việc học hành của cháu thủy em tính sao nghỉ một năm cũng được không hề gì anh thấy đấy anh em mình học hành là mấy em nghĩ cái quan trọng là phải biết sống tự lập có ý thức lao động chưa học hành nhiều mà quen sống nghỉ lại thì cũng vứt ừ đành rằng là thế nhưng có học vẫn hơn anh em mình do hoàn cảnh chứ nếu được học hành tử tế thì đâu đến nỗi cổ cày vai bừa cắm mặt bới đất mà sống nói vậy chứ em không để cho con em thất học đâu cũng là do hoàn cảnh nên cháu phải chịu thiệt thòi mất một năm nhưng rồi em sẽ cho cháu học hành tử tế bây giờ ở đâu mà chả có trường với lại học cả đời ấy chứ Đi học, không có thời gian chơi búp bê Em cầm lấy mà em chơi Em xin chị Mẹ, con đi học, Chủ nhật con lại về Ừ Thôi con đi Dù thế nào Thì cũng phải viết thư về Em biết đấy Duyên sẽ không sống nổi Nếu không có tin gì của cháu thủy Vâng Em sẽ viết thư đều Mà để em đi giam 7 ngày rồi anh hãy nói với anh thao bảo là anh không biết gì tưởng là em lên huyện nhận việc rồi tìm thấy thư trong túi áo thực lòng anh không muốn em ra đi như thế này thôi mà anh chúng ta là đàn ông phải biết gạt đến những chuyện nhỏ em hứa sẽ không làm hổ danh họ bùi danh nhà ta đâu ở nhà chơi ngoan nhé khi nào về chị mua quà cho thủy ơi đi thôi con vâng ạ à. con đi đây chị đi nhé tôi đi nhé vâng anh đi